Google đang tung ra một chatbot dùng trí tuệ nhân tạo AI có tên là Bard để cạnh tranh với ChatGPT. Công ty cho biết Bard sẽ được sử dụng bởi một nhóm người thử nghiệm trước khi tung ra công chúng trong vài tuần tới. Bard được xây dựng dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn LaMDA hiện có của Google, mà một kỹ sư đã mô tả là giống con người trong các phản hồi của Bard đến mức anh ta tin rằng nó có tri giác. Bard tìm cách kết hợp bề rộng kiến thức của thế giới với sức mạnh, trí thông minh và sự sáng tạo của các mô hình ngôn ngữ quy mô của chúng tôi. CEO Google Sundar Pichai viết trong một blog. Ông cho biết nền tảng này ban đầu sẽ hoạt động trên một phiên bản nhẹ của LAMDA, yêu cầu ít năng lượng hơn để nhiều người có thể sử dụng nó ngay. Thông báo của Google được đưa ra sau nhiều đồn đoán rằng Microsoft sắp đưa chatbot AI ChatGPT lên công cụ tìm kiếm Bing, sau khoản đầu tư trị giá hàng tỷ đô la vào công ty đứng sau nó là OpenAI.